Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với chương trình thời sự 49 giờ 45 phút thứ sáu ngày 30 tháng 8 năm 2024 của Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Thuận. Chương trình thời sự tối nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Rực rỡ sắc màu đêm hội rắc lai. Ủy ban nhân dân tỉnh họp trực tuyến kiểm điểm công tác chỉ đạo điều hành phát triển kinh tế xã hội tháng 8, triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 năm 2024. Ngành ngân hàng Ninh Thuận tăng tốc trong những tháng đầu năm 2024. Thêm một vụ cháy xe khách và một số thông tin đáng chú ý khác. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, trong khuôn khổ lễ hội văn hóa Rắc Lai lần thứ 2 năm 2024, tối qua, Ủy ban nhân dân huyện Bắc Ái đã tổ chức chương trình biểu diễn nghệ thuật dân gian với chủ đề Đêm hội Rắc Lai gắn với việc tái hiện lễ báo hiếu và ăn mừng lúa mới của người Rắc Lai. Điểm nổi bật của chương trình là sự kết hợp hài hòa giữa nghệ thuật dân gian với hiện đại, tái hiện đời sống văn hóa đa dạng của đồng bào Rắc Lai. Đến dự có đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Lê Văn Bình, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, đồng chí Lâm Đông, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, đồng chí Lê Huyền, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Trong không gian đậm đặc văn hóa Rắc Lai kết hợp với tiếng Mã La, kèn bầu Saraken, đàn cha bi, đàn đá trầm bổng nhịp nhàng cùng các điệu múa truyền thống uyển chuyển đã lôi cuốn mọi người cùng hòa mình vào không gian văn hóa độc đáo của đồng bào Rắc Lai. Hôm nay khi em được tham dự cái đêm hội Rắc Lai ngày hôm nay thì em cảm thấy rất là ấn tượng. Ấn tượng sâu sắc về những cái bài múa, bài hát mang đậm cái bản sắc dân tộc Rắc Lai, làm cho em hiểu hơn thêm về cái lối sống, cái văn hóa cũng như là cái nhịp sống của người Rắc Lai. Đặc biệt hơn cả là tại chương trình Đêm hội Rắc Lai, các nghệ nhân đã cùng nhau tái hiện cái lễ hội văn hóa dân gian độc đáo của đồng bào Rắc Lai như nghi lễ báo hiếu và ăn mừng lúa mới. Theo quan niệm của đồng bào Rắc Lai, lễ ăn mừng lúa mới với tập tục đón rước vàng, đón hồn lúa từ rẫy về nhà và cầu mong hồn lúa phù hộ giúp gia đình một năm dồi dào sức khỏe, làm ăn khấm khá, mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu. Còn lễ báo hiếu thể hiện triết lý nhân sinh sâu sắc của người Rắc Lai, được tổ chức khi con cái đã trưởng thành và lập gia đình, để cảm ơn cha mẹ có công sinh thành, dưỡng dục mình khôn lớn. Được chứng kiến, được xem lễ mừng lúa mới và lễ báo hiếu thì em cảm thấy rất là xúc động. Em cảm thấy rất là tự hào về văn hóa của dân tộc mình. Em cảm thấy rất là may mắn khi mình được sinh ra và lớn lên ở Bắc Ái. Em sẽ cố gắng nhiều hơn nữa để có thể mà tiếp nối được các truyền thống đó. Hôm nay thì mình rất là vinh dự, rất là vui khi được tham gia cái lễ hội của người Rắc Lai. Mà một lễ hội rất là hoành tráng, vấn đề ở đây là những tiết mục rất là sôi động, vui, mang âm hưởng cuốn núi rừng của những người Rắc Lai, rất là những người rất là dễ thương, mến khách của đây. Thì mình tới đây thì cũng hòa vào nhịp vào không khí của đêm lễ hội Rắc Lai, cũng nghe được cái âm hưởng tiếng còng, tiếng chiêng, những mà nhiều múa, những bài hát. Trong không gian rộng lớn của núi rừng, du khách như được hòa mình vào văn hóa truyền thống mang đậm tính sử thi của đồng bào Rắc Lai Ninh Thuận. Tất cả được tái hiện, dù được thể hiện trên sân khấu, song vẫn không hề mất đi nét văn hóa độc đáo riêng có. Thông qua cái ngày hội này thì chúng tôi cũng đã dần được, khẳng định là đã dần được bảo tồn cái bản sắc văn hóa dân tộc. Đặc biệt là đã tái hiện lại hai cái lễ hội mà đặc trưng của đồng bào dân tộc Rắc Lai. Thì trong thời gian tới thì chúng tôi tiếp tục là phát huy những kết quả đạt được và tiếp tục là siêu tầm những cái văn hóa phi vật thể đã mai một để dần lại phục hồi. Và qua đó sẽ chúng tôi tiếp tục là gắn kết với lại các huyện bạn trong và ngoài tỉnh mà có đông đồng bào dân tộc Rắc Lai, để rồi chúng tôi cùng với nhau đăng cai các cái lễ hội thế này. Với sự kết hợp hài hòa giữa nghệ thuật dân gian truyền thống với hiện đại, tái hiện đời sống văn hóa tinh thần của đồng bào Rắc Lai, lễ hội văn hóa Rắc Lai lần thứ 2 năm 2024 đã giới thiệu cho người dân trong và ngoài tỉnh biết và yêu hơn những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của đồng bào Rắc Lai. Qua đó góp phần giúp huyện Bắc Ái bảo tồn, gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa, hướng tới xây dựng không gian văn hóa Rắc Lai gắn với phát triển du lịch.
Sáng nay, đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, chủ trì phiên họp trực tuyến kiểm điểm công tác chỉ đạo điều hành, phát triển kinh tế xã hội tháng 8, triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 năm 2024. Tham dự phiên họp có các Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Huyền, Trịnh Minh Hoàng, lãnh đạo các sở ban ngành và lãnh đạo các huyện, thành phố. Trong tháng 8, các sở ngành, ủy ban nhân dân các huyện, thành phố đã hoàn thành 401 trên 673 nhiệm vụ, tạo đà cho kinh tế, xã hội của tỉnh tăng trưởng ổn định. Theo đó, ngành nông nghiệp vượt kế hoạch sản xuất vụ hè thu với tổng diện tích thu hoạch ước đạt hơn 26.000 ha, vượt 14,8%. Lĩnh vực dịch vụ du lịch tiếp tục có sự tăng trưởng, tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ ước đạt trên 3.659 tỷ đồng, tăng 13,59%. Du lịch trong tháng thu hút 450.000 lượt khách, doanh thu ước đạt gần 600 tỷ đồng. Thu ngân sách đạt 277 tỷ đồng, lũy kế 8 tháng đạt 3.284 tỷ đồng, tăng 35% so với cùng kỳ. Giải ngân kế hoạch vốn đạt 1.445 tỷ đồng, đạt 49% kế hoạch Thủ tướng giao và đạt 46,5% kế hoạch Hội đồng Nhân dân tỉnh giao. Công tác chuẩn bị cho năm học mới đã được hoàn tất. Phát biểu kết luận phiên họp, đồng chí Trần Quốc Nam, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, nhiệm vụ còn lại của năm 2024 rất nặng nề. Nếu không hạ quyết tâm thì nhiều mục tiêu chỉ tiêu không hoàn thành. Do đó, các sở ngành, ủy ban nhân dân các huyện, thành phố phải cụ thể hóa kế hoạch 3581 của ủy ban nhân dân tỉnh bằng những giải pháp để tăng tốc, hoàn thành nhiệm vụ được giao. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện những công việc mà của ngành mình, của địa phương mình tổ chức thực hiện. Thì chúng ta mới hạ quyết tâm là chúng ta hoàn thành cái mục tiêu của quý 3 và cho cả 6 tháng cuối năm và cho cả năm. Tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa ba khâu đột phá và 6 nhóm ngành trọng tâm trọng điểm thúc đẩy cho tăng trưởng. Để làm tốt việc này thì tôi đề nghị là rà soát toàn diện lại các nhiệm vụ công tác được giao từ đầu năm đến nay, nhiệm vụ nào đã hoàn thành, nhiệm vụ nào chưa hoàn thành. Đồng chí Trần Quốc Nam, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng yêu cầu các sở ngành địa phương đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm, hoàn thiện cơ chế, chính sách, tháo gỡ khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng cho các dự án trọng điểm, khơi thông nguồn lực đất đai, tập trung chỉ đạo quyết liệt đối với 6 ngành lĩnh vực trọng tâm, ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng, đó là thúc đẩy đầu tư công, năng lượng, du lịch, công nghiệp chế biến, chế tạo, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, kinh tế, đô thị. Riêng ngành nông nghiệp cần tính toán phương án sản xuất vụ mùa hợp lý trên cơ sở điều tiết nguồn nước, sử dụng hợp lý đi kèm với phương án phòng chống thiên tai. Tập trung chỉ đạo công tác chuẩn bị khai giảng năm học mới, phối hợp tổ chức tốt ngày hội văn hóa dân tộc Chăm tại Ninh Thuận, tăng cường công tác tuyên truyền, triển khai quyết liệt các giải pháp nhằm kéo giảm tai nạn giao thông, đặc biệt ngăn chặn tình trạng học sinh vi phạm trật tự an toàn giao thông. Sáng nay, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức hội nghị phản biện xã hội dự thảo nghị quyết quy định về điều kiện định mức hỗ trợ giao đất để làm nhà ở, hỗ trợ đất sản xuất cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo tỉnh Ninh Thuận. Đồng chí Lê Văn Bình, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh chủ trì hội nghị. Tại hội nghị, các đại biểu đều thống nhất với việc ban hành nghị quyết, đồng thời có ý kiến một số nội dung như việc ban hành nghị quyết cần xem xét kỹ lưỡng để tránh trùng lắp chồng chéo giữa các chính sách. Tiêu đề nghị quyết nên ngắn gọn, dễ đọc, dễ hiểu. Nêu cụ thể đối tượng áp dụng để tránh gây hiểu sai người được thụ hưởng, đưa số liệu thống kê quỹ đất từng vùng để làm cơ sở, đề xuất đất ở và đất sản xuất cho thuyết phục. Tính khả thi về quỹ đất khi chính sách được ban hành. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lê Văn Bình, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh cho rằng, hỗ trợ nhà ở, đất sản xuất cho đồng bào dân tộc thiểu số là chính sách quan trọng đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng, mong mỏi của các hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo trên địa bàn tỉnh. Do vậy, việc ban hành nghị quyết quy định về điều kiện, định mức hỗ trợ giao đất để làm nhà ở, hỗ trợ đất sản xuất cho đồng bào dân tộc thiểu số nghèo là cần thiết, kể cả trước mắt và lâu dài, và phải sớm được triển khai. Đánh giá cao sự chuẩn bị tương đối kỹ lưỡng, có chất lượng của Sở Tài nguyên và Môi trường trong việc xây dựng nội dung dự thảo, cũng như các ý kiến phản biện chuyên sâu, có hàm lượng giá trị cao của các thành viên hội đồng phản biện. Đồng chí Lê Văn Bình đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp thu, chọn lọc ý kiến phản biện để bổ sung, chỉnh sửa và hoàn thiện dự thảo, trong đó lưu ý bổ sung thực trạng, điều kiện tự nhiên quỹ đất, tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số cần hỗ trợ. Tiêu đề nghị quyết ngắn gọn, bao quát hơn, luận giải thêm về định mức hỗ trợ, phạm vi điều chỉnh.
Chiều nay, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà chủ trì hội nghị trực tuyến của Chính phủ về xây dựng nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai. Tham dự tại điểm cầu tỉnh Ninh Thuận có đồng chí Lê Huyền, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà cho rằng việc xây dựng nghị định mới rất cần thiết, đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn hiện nay và khắc phục những tồn tại bất cập trước đây. Do đó, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đề nghị cơ quan soạn thảo cần phân tích làm rõ các nội dung về mức độ sai phạm, chế tài xử phạt, phân cấp phân quyền cụ thể cho từng cơ quan đơn vị trong thực thi nhiệm vụ xử phạt trên lĩnh vực đất đai, nhất là ở cấp huyện, cấp xã. Đối với một số nội dung chưa phù hợp cần loại bỏ, cập nhật các quy định mới theo nguyên tắc tuân thủ quy định của pháp luật có liên quan và thống nhất giữa pháp luật về đất đai và các quy định của pháp luật nhằm đảm bảo tính ổn định, khả thi khi áp dụng. Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đề nghị sau hội nghị này, Bộ Tài nguyên và Môi trường tiếp tục phối hợp với các bộ ngành địa phương sớm hoàn thiện dự thảo nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai để trình Chính phủ xem xét ban hành. Chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Chiều nay, Ban chỉ đạo đề án 1371 tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm 2021-2024 thực hiện đề án phát huy vai trò của lực lượng quân đội nhân dân tham gia công tác phổ biến giáo dục pháp luật, vận động nhân dân chấp hành pháp luật cơ sở giai đoạn 2021-2027 trên địa bàn tỉnh. Thời gian tới, Ban chỉ đạo đề án 1371 tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo đổi mới đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật phù hợp với từng địa phương, quan tâm đầu tư kinh phí, trang thiết bị, huy động các nguồn lực củng cố hệ thống tủ sách pháp luật phục vụ cán bộ chiến sĩ và nhân dân, phát huy vai trò của cơ quan báo chí, truyền thông để tuyên truyền, vận động nhân dân tìm hiểu và nghiêm túc chấp hành pháp luật, gắn công tác phổ biến giáo dục pháp luật với tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế xã hội, các phong trào thi đua, cuộc vận động ở đơn vị địa phương. Tại hội nghị, lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã trao bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cho 5 tập thể và 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện đề án phát huy vai trò của lực lượng quân đội nhân dân tham gia công tác phổ biến giáo dục pháp luật, vận động nhân dân chấp hành pháp luật cơ sở giai đoạn 2021-2027 trên địa bàn tỉnh. Sáng nay, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Ninh Thuận tổ chức gặp mặt động viên các thí sinh trên địa bàn tỉnh trúng tuyển vào các học viện, nhà trường trong quân đội năm 2024. Năm 2024, Ninh Thuận có 136 thí sinh đủ điều kiện đăng ký sơ tuyển và kết quả có 32 thí sinh trúng tuyển vào các trường đại học cao đẳng trong quân đội. Trong đó có 2 thí sinh là người dân tộc thiểu số. Đại diện các thí sinh trúng tuyển bày tỏ sự phấn khởi trước sự quan tâm của Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được, tích cực học tập rèn luyện, trở thành sĩ quan phục vụ lâu dài trong quân đội nhân dân Việt Nam. Tại buổi gặp mặt, lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh biểu dương tinh thần vượt khó trong học tập của các thí sinh, tin tưởng rằng thời gian tới các thí sinh sẽ nỗ lực nhiều hơn nữa trong học tập rèn luyện, chấp hành nghiêm kỷ luật của quân đội, quy định của nhà trường, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Sáng nay, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh phối hợp với Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam chi nhánh tỉnh Ninh Thuận tổ chức trao học bổng Nguyễn Thị Định năm 2024 cho học sinh nữ có hoàn cảnh khó khăn đạt thành tích trong học tập. Chương trình đã trao 25 suất học bổng với tổng trị giá 20.500.000 đồng từ nguồn tài trợ của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam chi nhánh Ninh Thuận. Trong đó, 15 suất được trao cho học sinh cấp 1, mỗi suất 700.000 đồng, 10 suất trao cho học sinh cấp 2, mỗi suất 1.000.000 đồng. Sáng nay, Huyện ủy Thuận Nam tổ chức cuộc thi tìm hiểu huyện Thuận Nam 15 năm tái lập, xây dựng và phát triển. Tham gia cuộc thi có 8 đội đại diện cho các khối thi đua trên địa bàn huyện. Các đội phải trải qua các phần thi như trả lời câu hỏi trắc nghiệm, câu hỏi của ban giám khảo và thi thuyết trình. Nội dung các phần thi xoay quanh các sự kiện phong trào đấu tranh, nhân vật lịch sử và những thành tựu nổi bật của Đảng bộ huyện từ năm 1930 đến nay. Kết quả, ban tổ chức đã trao giải nhất cho đội khối các cơ quan nội chính huyện. Thông qua cuộc thi nhằm tuyên truyền giáo dục cho cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ, hiểu rõ về lịch sử và những thành tựu nổi bật của Đảng bộ huyện, từ đó khơi dậy lòng yêu quê hương, quyết tâm vượt qua khó khăn để góp phần xây dựng huyện Thuận Nam ngày càng phát triển. Thưa quý vị và các bạn, năm 2024 là năm tăng tốc triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 14, nhiệm kỳ 2020-2025. Ngay từ đầu năm, chi nhánh Ngân hàng Nhà nước Ninh Thuận đã triển khai đồng bộ có hiệu quả các giải pháp điều hành chính sách tiền tệ. Nhờ đó, các chỉ số như huy động vốn, dư nợ cho vay của ngành Ngân hàng Ninh Thuận liên tục tăng trưởng.
việc phát triển cung cấp các sản phẩm dịch vụ ngân hàng đã được triển khai kịp thời, tạo thuận lợi và niềm tin của khách hàng, ghi nhận của phóng viên thời sự. Một trong những điểm nổi bật là đầu tư tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp nông thôn. 8 tháng đầu năm 2024, dư nợ cho vay phát triển nông nghiệp nông thôn đạt 5.670 tỷ đồng với hơn 25.000 lượt khách hàng còn dư nợ, tăng 770 tỷ đồng so với cuối năm 2023. Trước đây chưa vay vốn ngân hàng thì làm ăn nó rất vất vả, khó khăn. Rồi khi vay vốn ngân hàng về thì trồng táo, giăng lưới mùng, phát triển chăn nuôi gia súc gia cầm thêm. Thì cũng nhờ ngân hàng giải ngân để cho bà con người ta tiếp tục, người ta phát triển. Với sự quan tâm chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh, chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh đã chuyển tải kịp thời nguồn vốn ưu đãi đến các hộ nghèo và các đối tượng chính sách ở các địa phương, góp phần thực hiện thắng lợi chương trình mục tiêu xóa đói giảm nghèo, ổn định an sinh xã hội. Tính đến đầu tháng 8 năm 2024, tổng dư nợ của Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh đạt hơn 3.720 tỷ đồng, với 82.178 khách hàng còn dư nợ, tăng 227 tỷ đồng so với cuối năm 2023. Chỉ đạo các đơn vị phối hợp với ban dân các xã phường thị trấn cũng như là các hội đoàn thể cơ sở xét duyệt cái đối tượng cho vay theo nghị quyết 111 của Quốc hội bằng nguồn vốn ủy thác địa phương nhằm giải ngân đến đúng đối tượng thụ hưởng và hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch được ủy ban tỉnh giao. Song song với việc chủ động nguồn vốn phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế xã hội, ngành ngân hàng Ninh Thuận còn đẩy mạnh việc hiện đại hóa hệ thống ngân hàng, phát triển nhiều phương tiện và dịch vụ thanh toán mới hiện đại. Doanh số thanh toán qua ngân hàng trong 8 tháng đầu năm 2024 đạt trên 423.320 tỷ đồng, tăng hơn 137.290 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó, thanh toán không dùng tiền mặt đạt hơn 319.610 tỷ đồng. Thời xưa như em thấy là nếu mà thanh toán có tiền mặt ấy, thì thứ nhất là người ta phải cầm mất nhiều thời gian về vấn đề là cầm tiền chi trả rồi đợi các bạn trả lại tiền. Còn từ khi có mã QR code, việc QR code rồi mã QR, ta thanh toán qua ngân hàng rồi các cái trang thương mại điện tử, các cái ví Momo online thì em thấy nó rất là tiện lợi. Để hoàn thành mục tiêu năm 2024, huy động vốn tăng tối thiểu 12% so với năm 2023 và thu nhập từ hoạt động dịch vụ tăng tối thiểu 25%, ngành ngân hàng Ninh Thuận tiếp tục đẩy mạnh huy động vốn để mở rộng tín dụng phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh, nhu cầu vốn tiêu dùng thiết yếu, đẩy mạnh hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt, phát triển sản phẩm dịch vụ. Ngành ngân hàng trên địa bàn là tập trung thực hiện các cái giải pháp tăng trưởng tín dụng an toàn, hiệu quả, chú trọng nâng cao chất lượng tín dụng, kiểm soát và xử lý nợ xấu, triển khai tích cực các cái gói tín dụng đáp ứng đủ kịp thời nhu cầu vốn cho sản xuất kinh doanh, phục vụ nhu cầu đời sống tiêu dùng chính đáng của người dân và doanh nghiệp, khuyến khích các cái tổ chức tín dụng tiếp tục là tiết giảm chi phí để giảm bằng lãi suất cho vay, hỗ trợ cho sản xuất kinh doanh, đồng thời là đẩy mạnh công tác tuyên truyền chuyển đổi số ngành ngân hàng, phát triển thanh toán không dùng tiền mặt và thực hiện có hiệu quả cái chiến lược tài chính toàn diện quốc gia. Với những giải pháp mang tính chiến lược của ngành ngân hàng Ninh Thuận cùng với sự chỉ đạo sâu sát của lãnh đạo tỉnh, hy vọng năm 2024, ngành ngân hàng Ninh Thuận sẽ đạt được mức tăng trưởng cao, góp phần thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Phòng Cảnh sát Phòng cháy, Chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh cho biết, vào lúc 16 giờ 45 phút ngày 29 tháng 8, trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận lại xảy ra một vụ cháy xe khách khi đang lưu thông trên cao tốc Cam Lâm Vĩnh Hảo. Vào thời điểm trên, xe khách mang biển kiểm soát 92B00622 đang lưu thông hướng từ thành phố Hồ Chí Minh đi Quảng Nam. Khi đến km 80 thuộc địa phận thôn Đồng Dày, xã Phước Trung, huyện Bắc Ái, thì bất ngờ bốc cháy. Xe khách bị cháy là loại xe giường nằm do anh Trần Đình Quốc Phong, sinh năm 1974, thường trú tại thị trấn Ái Nghĩa, tỉnh Quảng Nam điều khiển. Trên xe đang chở 36 hành khách. Ngay sau khi nhận được tin báo, BC07 nhanh chóng điều động 2 xe chữa cháy cùng 14 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường vào lúc 17 giờ 10 phút. Khi đến hiện trường, ngọn lửa đã lan rộng, bao trùm toàn bộ xe. Đơn vị đã khẩn trương triển khai đội hình để tổ chức chữa cháy. Đến khoảng 17 giờ 20 phút, đám cháy được khống chế và dập tắt hoàn toàn. Đám cháy tuy không gây thiệt hại về người, nhưng làm cháy hoàn toàn xe ô tô và các tài sản trên xe.
hiện các lực lượng chức năng liên quan đang phối hợp điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy. Trước đó, trưa ngày 23 tháng 8, một xe khách giường nằm bị cháy khi lưu thông trên tuyến quốc lộ 1A thuộc địa bàn huyện Thuận Bắc. Thưa quý vị và các bạn, thôn Tầm Ngân 2, xã Lam Sơn, huyện Ninh Sơn có 341 hộ, trong đó có 298 hộ là đồng bào dân tộc thiểu số, chiếm tỷ lệ 87%. Thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, người dân địa phương đã phát huy nội lực và tận dụng các nguồn lực đầu tư của nhà nước, nhờ đó đã tạo sự chuyển biến rõ nét trong thực hiện các tiêu chí. Mời quý vị và các bạn cùng đến với cách làm của thôn Tầm Ngân 2 trong xây dựng nông thôn mới qua phóng sự sau. Trục đường chính vào thôn Tầm Ngân 2. Trước cổng mỗi nhà đều được bố trí các giỏ rác. Người dân địa phương mạnh dạn vay vốn ngân hàng chính sách xã hội để xây mới nhà vệ sinh. Riêng chăn nuôi gia súc, các hộ dân đều chuyển từ việc thả rông sang nuôi nhốt. Nhờ đó, thôn Tầm Ngân 2 trở thành điểm sáng trong thực hiện tiêu chí về vệ sinh môi trường ở xã Lam Sơn. Hai chồng em bán ra, rồi em mới đi lên rẫy cưa cây, về mua tôn, làm chuồng bò. Em cũng cảm ơn chính quyền, địa phương ở đây giúp đỡ cho em, để sau này bà con bắt chước như em để làm chuồng bò. Để tạo công ăn việc làm giúp người dân địa phương có thu nhập ổn định, Ủy ban nhân dân xã Lam Sơn đã vận động thành lập các hợp tác xã, phát triển nhiều ngành nghề dựa theo thế mạnh của địa phương. Riêng hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp du lịch Lam Sơn ở thôn Tầm Ngân 2, có sự tham gia của 16 hộ, giải quyết việc làm cho hơn 50 lao động với thu nhập trên 6 triệu đồng mỗi người một tháng. Vào đây thì cho mình có cái điều kiện công ăn việc làm và thu nhập hàng tháng thì cũng được ổn định. Và mong muốn ở đây được phát triển hơn và để cho nhiều thanh niên tới đây để có công ăn việc làm. Từng là thôn có tỷ lệ hộ nghèo ở mức cao. Qua thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, hiện nay thôn Tầm Ngân đã gỡ được tiêu chí khó nhất trong xây dựng nông thôn mới là tỷ lệ hộ nghèo. Đến nay, toàn thôn chỉ còn 10 hộ nghèo, chiếm chưa đến 3% dân số. Qua rà soát, thôn Tầm Ngân 2 đã hội đủ các tiêu chí để về đích nông thôn mới vào cuối năm 2024. Tất cả đoạn đường là hiện nay đã được bê tông hóa, nông thôn sạch đẹp, đèn đường làng ngõ xóm cũng đã khang trang lên. Và hiện tại là bà con cũng rất vui mừng. Được sự quan tâm của các cấp chính quyền, tỉnh, huyện và bằng sự nỗ lực vươn lên của nhân dân thôn Tầm Ngân 2 thì đã đạt được những kết quả đáng phấn khởi. Đặc biệt là cái tỷ lệ hộ nghèo giảm sâu trong thời gian tới thì chúng tôi cũng có quan tâm chỉ đạo và thường xuyên vận động bà con bằng ý chí vươn lên thoát nghèo, tạo công ăn việc làm để thoát nghèo bền vững. Phát huy nội lực và tranh thủ các nguồn lực hỗ trợ từ các chương trình, thôn Tầm Ngân 2 dù có xuất phát điểm thấp nhưng đã đạt được nhiều kết quả đáng phấn khởi trong xây dựng nông thôn mới. Đây là động lực quan trọng để xã Lam Sơn quyết tâm hoàn thành mục tiêu xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao vào cuối năm 2024, góp phần cùng huyện Ninh Sơn về đích huyện nông thôn mới theo kế hoạch đề ra. Đến đây, chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Thuận sẽ được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Sau đây là những thông tin về dự báo thời tiết. Dự báo thời tiết đêm 30, ngày 31 tháng 8 năm 2024 như sau. Thủ đô Hà Nội có mây, có mưa rào và dông, nhiệt độ từ 26 đến 33 độ. Thành phố Hồ Chí Minh có mây, có mưa rào và dông, nhiệt độ từ 25 đến 32 độ. Thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa có mây, có mưa rào và dông, nhiệt độ từ 27 đến 31 độ. Thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận có mây, có mưa rào và dông, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ. Thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng có mây, có mưa rào và dông, nhiệt độ từ 16 đến 24 độ. Tiếp theo là thời tiết tỉnh Ninh Thuận.
Các khu vực trong tỉnh mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng, gió tây nam cấp 3, ven biển cấp 4, cấp 5. Cụ thể thời tiết từng khu vực như sau. Khu vực huyện Ninh Hải, Thuận Bắc, mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió tây nam cấp 3, ven biển cấp 4, cấp 5, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực thành phố Phan Rang, Tháp Chàm, mây thay đổi, đêm có lúc có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió tây nam cấp 3, ven biển cấp 4, cấp 5, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực huyện Ninh Phước, Thuận Nam, mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió tây nam cấp 3, ven biển cấp 4, cấp 5, nhiệt độ từ 23 đến 35 độ. Khu vực huyện Ninh Sơn, Bắc Ái, mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió tây nam cấp 3, cấp 4, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển, vùng biển Ninh Thuận mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam cấp 5, giật cấp 7, cấp 8, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét, biển động.